chưa? Cô con dâu út mà mẹ lúc nào cũng kêu là yêu thương nhà chồng, hiếu thảo. Đấy, bây giờ cái Cúc đang bị người ta tố nó lừa đảo hàng tỷ đồng trên mạng kia kìa. Mẹ ơi! Cúc đến đây hả con? Vâng ạ. Đây ngồi đi. Đi đường xa có mệt không? Con không mệt đâu ạ. Con mua cho mẹ cái váy con để đây nhá. Mẹ xin, chủ đáo quá. Linh ơi! Dạ. Thế nào, cơm nước xong chưa? Cái Cúc nó đói lắm rồi đây này. Vâng, con đã xong rồi đây ạ. Cúc sang chơi đấy à? Thế cậu Huy đâu, sao không sang cùng? Anh nhà em ấy, anh đi công tác chị ạ. Nên là chỉ có một mình em sang thăm mẹ thôi chị. Thôi, nhanh nhanh lên vào nấu cơm đi. Có mỗi bữa cơm mà mãi không xong, cứ để ma để mể. Vâng. Dạo này mẹ khỏe không? Mẹ khỏe. Ăn cơm đi các con. Dạ. Cảm ơn mẹ con ý. Hai vợ chồng ở gần đây mà chả thấy mấy khi sang thăm mẹ cả. Mẹ thông cảm cho bọn con. Đợt này bọn con cũng bận quá ạ. Vừa đi công tác Đà Nẵng về là con sang đây thăm mẹ liền đấy ạ. Thôi ăn đi. Dạ vâng ạ. À con quên mất. Mẹ ơi. Mẹ ơi, đây là tiền tháng này con gửi mẹ để mẹ tiêu vặt ạ. Mẹ xin nhá. Dạ. Ăn đi em. Mẹ ơi, con mời mẹ. Ăn đi. Rồi, cả nhà ăn đi. Mẹ ơi, con bảo đợt này nhá, bọn con ý đang có một cái suất ưu tiên, người ta ưu tiên cho mua 2 suất đất ở cái khu đô thị mới gần nhà mình ấy mẹ. Nhưng mà đợt này con với anh Hùng ấy gom hết cả tiền đầu tư vào bất động sản ở Nha Trang với lại Đà Nẵng hết cả rồi, nên là cũng đang hơi bí tiền. Con đang định bảo là hay mẹ cho con vay ít tiền để con lấy cái mảnh đất đấy, con bán có lãi, con lại gửi lại mẹ nhá. Con cần bao nhiêu? Tầm khoảng 2 tỷ mẹ ạ. 2 tỷ á? Dạ. Mẹ làm gì có nhiều tiền như thế? Mẹ ơi, con nhớ là mẹ có một cái mảnh đất ở ngoại thành ý. Mà cái mảnh đất rộng rộng ấy mẹ. Cái mảnh đấy bây giờ bán cũng được hơn 2 tỷ ấy mẹ ạ. Mẹ ạ, đây là cơ hội trời cho, bao nhiêu người tranh giành mãi không được. Nói thật nhá, con phải móc nối mãi đấy, tìm đủ mọi cách thì mới được cái suất ưu tiên này đấy mẹ ạ. Bây giờ mà không mua thì phí lắm. Mà con nghe nói nhá, cái mảnh đất này ấy, nó nằm ở trong cái khu đô thị có giá trị rất là cao, chỉ cần sau 6 tháng bán đi là lãi có phải tăng gấp rưỡi. Đấy, cứ sau 6 tháng con bán phứt mảnh đất đấy đi, thế là tiền gốc con gửi lại mẹ, mà phần lãi con cũng chia cho mẹ một ít nữa. Mẹ chẳng đi đâu mà thiệt cả, mẹ cứ yên tâm nhá. Thôi được rồi, để mẹ tính, mẹ bán mảnh đất đi đi, rồi gom tiền cho con, được chưa? Con cảm ơn mẹ, mẹ tốt quá. Cái gì đây mẹ? Đây là 300 triệu, mẹ cho hai vợ chồng anh vay để mua nhà. Anh chị cứ nặng nặng đòi ra ở riêng, mẹ không cản nổi, nên không giúp thì không được. Thôi mẹ, vợ chồng con cũng gom gần đủ rồi, còn thiếu một ít nữa, chắc là vợ chồng con sẽ vay thêm ở ngoài. Chứ làm sao mà bọn con dám lấy tiền dưỡng già của mẹ được. Ôi dào, ai bảo đây là tiền dưỡng già của mẹ? Không phải lo. Thế mẹ lấy tiền ở đâu ra? Tiền bán đất chứ ở đâu ra? Cái miếng đất ở ngoại thành ý, mẹ bán đi rồi. Kìa mẹ, sao mẹ bán đất mẹ không nói với con một tiếng? Thì hôm trước ý, cái Cúc nó sang đây, nó bảo nó vay mẹ 2 tỷ để làm ăn. Thì mẹ bán mảnh đất, rồi mẹ đưa tiền cho vợ chồng nó vay rồi. Mẹ à, cái chuyện bán đất ý, là chuyện rất quan trọng. Ít ra mẹ bán đất thì mẹ phải có bảo với bọn con chứ. Làm sao tôi phải bảo? Đất của tôi muốn bán thì bán, sao tôi phải bảo với anh chị? Mẹ, anh Hoàng ý không phải là như thế đâu. Để anh xem, mẹ lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với cả em. Trong khi cô Cúc chỉ cần thủ thỉ với mẹ có vài câu thôi là mẹ đã bán luôn miếng đất hơn 2 tỷ. Tặng cho vợ chồng mình có 300 triệu, rồi cho vợ chồng chú Huy 2 tỷ. Kể mà nhà mình có một mình em làm dâu thì không sao, nhưng mà đây, mẹ lúc nào cũng bên trọng bên khinh nên em mới buồn lòng như thế. Thôi em ạ, em đang có bầu, em đừng nghĩ ngợi nhiều, không chả ảnh hưởng đến con.
anh vẫn đang cố gắng để vài tháng nữa vợ chồng mình ra ở riêng. Em cố thêm vài bữa nữa nhé. Mấy tháng sau, vợ chồng tôi dọn ra ở riêng. Mẹ ơi, mẹ ăn cháo đi ạ. Bác sĩ bảo là mẹ chỉ bị tông xe nhẹ thôi, nhưng mà do mẹ có tuổi rồi, xương khớp yếu nên cần nghỉ ngơi một thời gian mẹ nhá. Thế vợ chồng thằng Huy đến chưa? Dạ chưa ạ. Con gọi điện cho nó xem nào. Vâng. Thế gọi cho cây cúc. Thế ba không liên lạc được à? Thế chắc là nó bận rồi. Huy đến đây hả con? Thế cây cúc đâu? Đây, mẹ xem đi. Anh, từ từ rồi hãng nói. Mẹ vẫn đang bị bệnh mà. Mẹ thấy chưa? Cô con dâu út mà mẹ lúc nào cũng kêu là yêu thương nhà chồng, hiếu thảo. Đấy, bây giờ cái cúc đang bị người ta tố nó lừa đảo hàng tỷ đồng trên mạng kia kìa. Bây giờ ấy, nó làm liên lụy đến cả thằng Huy. Giờ nó trốn biệt đi rồi. Sao lại thế này? Nó hết tiền của tôi. Mất tiền của tôi. Mất hết rồi. Ôi trời ơi. Mẹ nạn này. Tại sao mẹ lại để cho vợ mẹ mê lừa mẹ chứ? Ôi trời ơi. 2 tỷ đồng của tôi chứ không phải ít đâu. Mẹ, mẹ bình tĩnh đã. Thật ra chú ấy cũng là người bị lừa thôi mà. Mẹ, mẹ cứ bình tĩnh lại đã. Cô tránh ra. Có phải tiền của cô đâu mà cô sót? Rồi tiền của tôi. Mẹ, tại sao bây giờ? Mẹ bình tĩnh, mẹ vẫn đang bị thương mà. Chuyện đâu còn có đó mà mẹ. Mẹ, chúng con đã quyết định rồi. Chúng con sẽ bán căn nhà mới mua để chuyển về đây ở với mẹ. Mẹ thấy chưa? Linh vẫn luôn quan tâm, chỉ sợ mẹ ở một mình lại xảy ra chuyện. Mẹ luôn thiên vị em dâu. Ngay cả Linh luôn luôn nhẫn nhịn và chịu đựng, chưa bao giờ bạc đãi hay là cãi lời mẹ. Đến bây giờ xảy ra chuyện thì mới biết lòng nhau. Bây giờ thì mẹ đã hiểu, tình cảm mới là thứ quan trọng, chứ còn vật chất thì không có nghĩa lý gì cả. Mẹ không ngờ con Cúc nó lại là đứa lừa đảo như thế. Mẹ đừng nói như thế. Mẹ xin lỗi. Vì từ trước đến nay mẹ đối xử không tốt với con. Cho mẹ xin lỗi nha. Mẹ hứa từ nay mẹ sẽ đối xử thật tốt với con. Mẹ, con không giận mẹ đâu. Con yêu anh Hoàng nên tất nhiên con sẽ yêu luôn cả người thân của anh ấy. Còn chuyện của Cúc, mẹ đừng lo. Lưới trời lồng lộng, pháp luật sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ xấu đâu mẹ ạ. Mẹ yên tâm nhá.